Xin kính chào ông và cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình ạ. Thưa ông, chúng ta đã có những giải pháp nào để xử lý nguồn nước thô tại hồ đan kia trước khi đưa vào xử lý phục vụ cho người dân ạ? Thì hồ đan kia là cái hồ cung cấp nước thô để sản xuất nước phục vụ cho bà con nhân dân thành phố Đà Lạt. Thì nó bắt nguồn từ hai nhánh sông chính là sông Đa Dân và suối Phước Thành và các nhánh nhỏ. Thì hiện tại thì trên cái nhánh Phước Thành thì Trung tâm Quản lý Công trình Thủy lợi tỉnh Lâm Đồng cũng đã bố trí phao chặn rác và thường xuyên vớt rác để đảm bảo vệ sinh cho hồ. Còn các nhánh còn lại thì chưa được thực hiện công tác chặn rác và vớt rác. Thì vào mùa mưa, nhất là đầu mùa mưa, thì cái lượng bùn và rác đổ về hồ, thì công ty cũng đã có cái giải pháp là cuối mùa khô thì công ty cũng chủ động nạo vét nắng dòng để và làm lưới chắn rác để không ảnh hưởng đến cái hố nước thu của công ty. Đó là cái biện pháp của công ty. Ngoài ra vào mùa mưa thì khi lượng rác đổ về chiều thì công ty cũng báo cáo với lại Trung tâm Quản lý Công trình Thủy lợi là đơn vị quản lý hồ để có biện pháp khắc phục cái tình trạng mà rác thải tràn về nhiều. Ngoài ra thì về vấn đề xử lý thì công ty cũng đã tăng cường các cái sử dụng nhiều hóa chất để xử lý nước đảm bảo chất lượng phục vụ cho nhân dân thành phố Đà Lạt. Với những thông tin ông vừa chia sẻ thì rõ ràng chúng ta cần có những cái giải pháp căn cơ và lâu dài. Vậy thì đứng về các đơn vị liên quan thì cần có sự phối hợp ra sao thưa ông? Về lâu về dài thì công ty kiến nghị với các cơ quan chức năng cũng như đơn vị quản lý hồ là có bằng nhiều biện pháp cụ thể hơn để có thể là hạn chế cái việc mà rác thải cũng như bùn thải tràn xuống hồ vào dịp mùa mưa, thì thường là cái lượng rác và cái bùn thải đổ về nhiều nhất. Đó thì các cơ quan chức năng sẽ có bằng nhiều biện pháp để mà hạn chế cái việc rác thải đổ về hồ. Thì trong thời gian sắp tới thì hồ cũng đã sẽ được nạo vét triệt để hơn để đảm bảo cái nguồn nước thô phục vụ cho việc cấp nước của công ty cấp nước Lâm Đồng phục vụ cho bà con. Cảm ơn những thông tin vừa rồi của ông ạ.